xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện gia đình về một người mẹ vô tình bị lôi kéo vào mối tình loạn luân với con trai của mình. Dù rằng biết là loạn luân, nhưng mối tình lén lút ấy vẫn diễn ra trong một thời gian khá dài, mặc dù người mẹ không mấy nguyện ý. Khi đứng trước hai thái cực xung đột lẫn nhau là niềm sung sướng mà chồng mình không thể mang lại cho mình, cùng với cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối chồng với chính con trai của họ, không biết rằng người phụ nữ ấy sẽ làm như thế nào. Liệu rằng câu chuyện ngang trái này có thể nào kết thúc được hay không? Hậu quả mà nó để lại cho những người trong cuộc là gì? Vậy thì sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bà Lan là cô hiệu trưởng của một trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố. Năm nay, bà 37 tuổi, chồng bà là CEO một công ty lớn của nhà nước. Bà có hai người con, một gái một trai. Con gái của bà năm nay 20 tuổi, hiện đang theo học tại trường Đại học Kinh tế. Còn đứa con trai tên là Kiên, năm nay đã 15 tuổi và đang học lớp 10 tại trường chuyên Lê Hồng Phong. Dạo này nhu cầu chăn gối của bà Lan rất cao. Hơn 3 tháng nay, bà Lan cảm thấy hình như chồng mình hơi khang khác, không giống như lúc trước nữa. Việc quan hệ với bà thì ông cũng làm rất là qua quyết, cho có lệ. Hình như là ông không muốn thì phải. Nhiều hôm, ông Cường lấy cớ bận việc ở công ty. Ông còn không cả ăn cơm tối ở nhà. Ông đi từ sáng rồi mãi đến tận khuya mới về nhà. Khi về thì ông lên phòng riêng ở trên lầu ngủ, không thèm đoái hoài gì đến vợ cả. Không rõ sự lạnh nhạt này của ông là do đâu. Ông cũng chỉ mới 42 tuổi thôi mà, vẫn còn trong cái độ tuổi phong độ và cường tráng. Bà Lan cũng đã cố dò hỏi những người thân cận trong công ty của chồng, nhưng tất cả nhân viên của chồng đều nói rằng tổng giám đốc không hề có một mối quan hệ đặc biệt nào với bất kỳ ai cả. Và lại, trợ lý của ông lại là một cậu thanh niên, vậy thì không thể nào có chuyện tổng giám đốc ăn vụng với trợ lý. Vậy thì ai có thể là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm giữa bà và ông cơ chứ? Bà Lan vắt óc suy nghĩ mãi, cuối cùng thì mọi nghi ngờ của bà đều tập trung vào con Doan, ô xin trong nhà bà. Cái con bé Doan này là người cùng quê với bà. Ngày nó mới lên thành phố thì chỉ mới 15 tuổi thôi. Người nó thì đen thôi và khẳng khiu như một cành cây khô. Nhưng giờ đây, sau 2 năm sống sung sướng ở trên thành phố, thì nó đã ra dáng một cô gái thành phố rồi. Cũng biết súng xính áo xanh áo đỏ, quần nọ quần kia, cũng kem dưỡng da, chải chốt đầu tóc, sữa rửa mặt thơm phức. Thỉnh thoảng bà Lan còn bắt quả tang con Xoan nhìn yêu ông Cường chồng mình. Và ông Cường cũng thường cười nói với con bé, rất là cởi mở thân mật. Tuần trước khi ông Cường đi công tác nước ngoài về, ông còn mua cho con Xoan một đôi dép rất đẹp. Ông chủ mua quà cho người giúp việc cũng không sao, đó là điều bình thường. Nhưng chả thấy mấy ai lại đi mua cho con ô xin trong nhà một món quà hàng hiệu đắt tiền như thế cả. Chắc là hai người phải có chuyện gì đó bí mật ghê lắm. Có lẽ vấn đề chắc chắn ở đây rồi. Nhà bà có 3 tầng. Tầng 1 có một phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, gara ô tô và phòng của con Xoan. Con Xoan thì phải ở tầng 1 để tiện việc chợ búa, cơm nước, mở cửa, đóng cửa và kiêm luôn người bảo vệ. Tầng 2 có phòng khách và phòng ngủ của vợ chồng bà Lan, cùng với phòng riêng của hai đứa con. Ở tầng 3 là khu làm việc của ông Cường với đầy đủ máy móc, tủ tài liệu và một phòng nghỉ của ông. Những hôm ông Cường kêu bận việc về khuya, trước khi lên tầng 3 nghỉ thì hình như ông có ghé qua phòng con Xoan thì phải. Vì sau tiếng ô tô vào gara một lúc lâu thì bà Lan mới nghe thấy tiếng bước chân của ông lên cầu thang.
Không biết hai người này đã làm cái trò gì mờ ám trong khoảng thời gian đó. Câu hỏi này cứ thế lớn dần trong tâm trí bà Lan, dần dần trở thành mối nghi ngờ thích đáng, làm ruột gan bà trở nên ngứa ngáy, khó chịu. Sau khi đã suy đi tính lại rất kỹ càng, bà Lan quyết định thực hiện một kế hoạch bắt gian tại chỗ để bắt quả tang ông chồng bà ăn vụng. Kế hoạch bắt quả tang của bà được vạch ra hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh, đảm bảo không ai có thể thoát được. Bà Lan không có ý định bắt quả tang con mèo ăn vụng rồi đánh chết hoặc đuổi đi. Bà chỉ cần cảnh cáo để săn đe thôi. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì thật là bẽ mặt. Dù sao thì gia đình bà cũng có danh tiếng và địa vị nhất định trong xã hội. Bà cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của các con và không muốn gia đình bị tan nát vì một con mèo ăn vụng. Bà Lan đem kế hoạch bắt quả tang tâm sự thầm kín với bà Hồng, mẹ đẻ của bà Lan. Bà Hồng gật đầu. Chuyện này nếu không bắt tận tay, day tận trán thì nó không có nhận đâu. Nhưng con cũng đừng làm ầm ĩ lên, chỉ vợ chồng biết với nhau thôi, đừng để hai đứa trẻ con biết là được. Mẹ yên tâm, con biết thu xếp như nào cho ổn thỏa mà. Hôm đó, ông Cường lại gọi điện thoại về nhà, báo rằng phải mời cơm khách hàng và sẽ về nhà muộn. Sau bữa cơm tối, bà Lan nói với con Xoan. Bà ngoại hôm nay huyết áp hơi cao, mà hai vợ chồng chú em lại đang đi nghỉ mát. Để bà ở nhà một mình, chị không yên tâm. Thôi, hay là em sang ngủ với bà ngoại một hôm đi. Nếu bà cần cái gì thì giúp bà nhé. Bà Lan gọi taxi đưa con Xoan về nhà mẹ đẻ và không quên dặn nhỏ tài xế. Chú nhớ là không được dùng xe mở cửa cho người lạ hoặc lên xe xuống xe ở bất kỳ đâu cả. Chỉ cần dừng xe tại địa điểm mà đã ghi ở đây nhé. Khi taxi vừa chạy đi, bà Lan lập tức gọi điện thoại cho mẹ báo tin. Taxi trên đường đến rồi mẹ ạ. Mẹ nhớ rút dây điện thoại để bàn ra nhé. Con này hay buôn chuyện lắm đấy. Nếu nó thông báo được cho phía bên kia là kế hoạch của mẹ con mình thất bại đấy. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bà Lan đi vào phòng con Xoan. Bà lấy chai nước hoa của Xoan hay dùng để trong hộp trên tủ đầu giường, xịt lên người cho giống mùi của nó. Làm xong xuôi hết tất cả, bà tắt đèn rồi lên giường nằm đợi, trong tâm lý vừa hồi hộp vừa tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm, bà nghe thấy tiếng ô tô của ông Cường về nhà. Bà Lan nghe tiếng cánh cửa sắt phát ra tiếng ken két. Tiếng ô tô lăn bánh vào gara và tiếng ổ khóa gara ô tô kêu lạch cạch. Một lúc sau, cánh cửa phòng con Xoan được kéo ra rất khẽ. Căn phòng tối đen như mực, lờ mờ có bóng một người đàn ông bao trùm lấy khung cửa. Rồi người đàn ông đó bắt đầu bỏ giày, bỏ quần áo, rồi nằm lên giường ôm chầm lấy bà. Người ấy chạm đôi môi vào môi bà. Khi đôi môi ấy vừa chạm vào, bà đã biết chắc 100% đây là lão chồng bà rồi. Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ thế ông tiến tới, đột nhiên bà sững sờ, ối lên một tiếng, tại vì hôm nay của ông ấy to hơn bình thường. Rồi cứ thế hai con người đến với nhau, họ như tan chảy bởi nhiệt độ của nhau. Hai con tim như cùng chung nhịp đập, trong không gian thật tĩnh lặng chỉ còn lại hai bóng người đang quấn lấy nhau. Bà Lan đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác như thế này. Khi đã bị cuốn vào vòng xoáy tình ái, ai cũng có những cảm xúc mãnh liệt. Những hành động đáp lại, những rung động nhịp nhàng đang như nước triều dâng mà tiến tới. Bà Lan đột nhiên nghĩ, đúng là với người lạ có khác, với mình thì qua loa đối phó, còn với người lạ thì mạnh mẽ như bão tố vậy. Nghĩ thế, bà Lan sôi máu lên vì cơn ghen tức, nhưng bà cố kìm lại. Đột nhiên ông chồng bà lên tiếng. Có phải là của lạ đâu mà thòm thèm thế? Vẫn là cái ấy mà. Cứ hí hửng đi, tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau ngay ấy mà. Xem thử đến lúc đó ông rúc mặt vào đâu mà trốn được đây. Bà thầm nghĩ. Gần 20 năm nay rồi, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên bà được sung sướng tuyệt vời như thế này. Khi chuyện ấy đã xong rồi, bà Lan phới tay lên phía đầu giường. Đèn trong phòng vụt sáng,
kèm theo đó là câu nói hả hê của bà Lan. Bắt quả tang ông An Phụng nhé. Vừa nói xong câu ấy thì bà Lan bỗng im mặt và vẻ kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt của bà. Vì người đàn ông đang ở bên mình không phải là ông Cường, chồng bà, mà là thằng Kiên. Trời ơi, Kiên, sao lại là con? Mẹ, thằng Kiên cũng hoảng hốt, nó nhìn chân chân vào người mẹ của mình. Đó chính là người đàn bà mà nó vừa mới làm chuyện ấy xong, làm cái chuyện mang tới cho con người ta cảm giác đầy đê mê và khoái cảm. Bà bật khóc nức nở, vùng mình đứng dậy chạy nhanh về phòng. Bà đóng cửa cái rầm rồi vụt chạy về nhà tắm. Thằng Kiên vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao mà chị Soát lại biến thành bà Lan, người mẹ hàng ngày vẫn chăm lo cho nó. Từ trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách và tiếng khóc của bà Lan hòa vào nhau. Đã lâu lắm rồi, đêm nay bà mới có một đêm đầy sung sướng và hạnh phúc như vậy. Nhưng đêm hôm nay cũng chứa đầy oan nghiệt bẽ bàng. Sáng hôm sau, mới 6 giờ mà thằng Kiên đã dậy rồi. Suốt cả đêm, hình ảnh của mẹ nó cứ lượn vờn trong đầu, làm nó phải thao thức suốt đêm. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng nó đã làm cái chuyện đấy rất nhiều lần rồi. Từ trước đến nay, chưa có lần nào nó cảm giác đã được như lần này. Cái cảm giác lâng lâng, rất khó diễn tả bằng lời, cứ quanh quẩn trong tâm trí nó. Cứ như vậy, nó thao thức mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí. Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, thì Kiên đi xuống dưới nhà bếp. Nó ngó vào bếp thì không thấy ai, qua phòng khách cũng chả thấy ai cả. Chắc là bố mẹ và bà chị My, chị gái của nó vẫn chưa dậy, vì vẫn còn sớm mà. Thường thì tầm 7 giờ kém 15, cả nhà mới có mặt đông đủ tại phòng ăn. Sau khi ăn xong thì mỗi người một công việc, bố mẹ thằng Kiên thì đi làm, còn thằng Kiên và chị My thì đến trường. Còn chị Soan, ủa, chị Soan đâu rồi nhỉ? Kiên đưa mắt tìm quanh nhà mà không thấy, nó vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao mà tối hôm qua chị Soan lại biến thành mẹ mình được nhỉ? Kiên đi vào bếp, định tìm chị Soan, thì nó thấy mẹ mình đang đứng bên bệ bếp nấu một món gì đó. Nó cất tiếng chào bà một câu. Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng con. Bà Lan cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh và không quay đầu lại. Kiên ngồi xuống bàn ăn rồi lại ngó nghiêng. Cả hai mẹ con đều im lặng vì không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Một lúc sau, Kiên cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chị Soan đi đâu rồi hả mẹ? Bà ngoại con bị mệt từ tối hôm qua nên mẹ bảo chị Soan qua đấy chăm bà rồi. Bà Lan từ tốn trả lời. À dạ vâng. Kiên không nói gì thêm cả. Nó đã hiểu lý do chị Soan không có ở nhà, nhưng nó vẫn chưa hiểu là tại sao tối qua mẹ nó lại nằm ở trong phòng của chị Soan, để cho nó nhầm mẹ là chị Soan. Và nhất là tại sao khi nó làm cái chuyện vợ chồng ấy với bà Lan mà bà lại không có phản ứng hay hành động chống cự nào cả, thay vào đó còn là sự nhiệt tình phản ứng lại chuyện đấy với nó. Tuy trong lòng Kiên có rất nhiều thắc mắc, nhưng nó không dám mở miệng hỏi mẹ. Kiên nhìn bà Lan đang nấu ăn bên bếp. Thế rồi từ từ, ánh mắt của nó bắt đầu chăm chú nhìn bà. Nhìn cái người tối qua đã làm Kiên như biến thành một người chồng thực thụ. Phải công nhận là bà ấy rất thon thả và gợi cảm. Bấy lâu nay, thằng Kiên rất kính trọng bà Lan. Nó nghĩ bà là mẹ mình, là bậc trên đáng kính, nên Kiên không dám đánh chủ ý gì tới bà. Nhưng sau buổi tối định mệnh hôm qua, giờ thì thằng Kiên đã bắt đầu để ý đến mẹ nó nhiều hơn. Quả đúng là bất ngờ thật đấy. Nó ngạc nhiên trong lòng khi nhận ra bà cũng là một người đàn bà khá đẹp, chứ không phải là người xuề xòa như mấy bà cô. Sáng nay mẹ nó mặc bộ đồ nhìn cũng hợp quá, chất vải mềm mại và mỏng tang, tôn lên những đường cong tuy đẫy đà nhưng vẫn còn khiêu gợi lắm. Một người đàn bà đã 37 tuổi như bà Lan mà vẫn còn như vậy, quả đúng là hiếm thấy. Nó bắt đầu quan sát kỹ vào một điểm nhấn, đó chính là chiếc quần nhỏ ren màu tím của bà Lan. Thấy hình ảnh đó, những cảm giác đê mê, những hình ảnh nóng bỏng tối qua lại ùa về trong tâm trí Kiên. Nó như chất gây nghiện,
khiến cơ thể nó trào dâng lên những thèm muốn cháy bỏng. Mắt thằng Kiên cứ đảo như rang lạc trên người mẹ mình. Sau một hồi, nó mới với rổ rau sống đặt xuống bàn và ngồi xuống để nhặt rau. Bà Lan biết là thằng con vẫn đang nhìn mình, nhưng bà lại không dám nhìn con. Trong lòng bà tràn đầy những suy nghĩ ngổn ngang và bối rối. Bà không biết phải nói chuyện với nó như thế nào nữa. Tối qua, bà đâu có ngủ được. Bà đã khóc suốt cả đêm. Bà không thể nào ngờ được rằng chỉ vì suy đoán sai lầm của mình mà bà đã làm ra một chuyện tày đình như vậy với chính đứa con ruột của mình. Cũng may là ông Cường dạo này có thói quen ngủ ở phòng làm việc nên không hay biết gì cả. Trong đầu bà Lan cũng thắc mắc là tại sao người vào phòng con Xoan tối qua lại là thằng Kiên. Con của bà chỉ mới có 15 tuổi đầu thôi mà sao nó lại rất là rành cái chuyện đó như vậy. Nó làm chuyện đó rất là đỉnh, y chang như là một người đàn ông thực thụ vậy. Nó đã làm cho bà sung sướng ngất ngây và đê mê khó tả. Đến giờ người bà vẫn còn rạo rực bồi hồi. Bà vẫn có cảm giác như đang có cái gì đó nóng hổi trong người mình vậy. Nếu tối hôm qua người đó là chồng bà, nếu tối qua đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, và nếu ngay lập tức bà phát hiện ra đó là thằng Kiên thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi, có lẽ sẽ không đến mức tệ như bây giờ. Đầu bà Lan như muốn nổ tung ra và không tài nào mà ngủ được. Con Son lại không có ở nhà nên sáng ra bà phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng con. Chỉ một lát, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Không nói câu nào với thằng Kiên, bà Lan đi thẳng về nhà tắm rồi đóng cửa lại. Bà mong rằng chuyện hôm qua xảy đến với bà chỉ là một giấc mơ mà thôi. Còn thằng Kiên, nó thấy bà Lan đã vào nhà tắm và đóng cửa lại. Bố và chị giờ này chắc vẫn chưa dậy. Đột nhiên, nó có cái cảm giác ham muốn được nhìn thấy mẹ đi tắm. Trong lòng nó lại trào ra cái cảm giác khó tả đó. Sau một hồi đắn đo, nó đã quyết định sẽ làm vậy. Thằng Kiên đi lại gần nhà tắm, cúi xuống và ghé mắt qua cái lỗ khóa nhìn vào bên trong. Mẹ nó vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, đang đứng cọ cái bồn cầu. Tim thằng Kiên bắt đầu đập thình thịch. Nó có cảm giác rạo rực khi sắp được nhìn thấy bà tắm. Dù rằng tối qua nó đã được làm chồng của bà một cách trọn vẹn, nhưng chỉ là trong bóng đêm mà thôi. Khi ấy nó chỉ được cảm nhận chứ không hề được nhìn thấy gì cả. Dù biết đó là thật, nhưng nó cứ có cảm giác như là một giấc mơ vậy. Mẹ nó đã cọ xong cái bồn cầu. Bà đứng thẳng người lên rồi chậm rãi cởi quần áo. Nó hồi hộp theo từng động tác của bà. Bà đứng đó, trên người chỉ còn cái áo lót màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Rồi đôi mắt của thằng Kiên hoa lên khi thấy mẹ nó bắt đầu tắm rửa. Hồi lâu sau, như trời muốn chiều lòng người, bà Lan quay lại hướng về phía cửa. Khi đó, thằng Kiên đã nhìn thấy tất cả những gì nó không nên nhìn thấy. Bà Lan tắm xong xuôi thì bà leo ra khỏi bồn tắm. Thằng Kiên vẫn còn đang muốn nhìn thêm nữa. Đợi đến khi mẹ nó xỏ xong cái quần nhỏ màu hồng vào thì nó mới thôi. Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Trong bữa ăn, bà Lan làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Bà nói chuyện với cả nhà rất vui vẻ. Còn thằng Kiên thì cố gắng trấn tĩnh lại biểu cảm và cảm xúc, nhưng nó không sao có thể kìm nén được lòng mình. Thì thoảng nó lại liếc nhìn vào khoảng không gian sâu hun hút của mẹ nó. Tóc bà Lan búi cao lên trên đỉnh đầu, làm lộ cái cổ tuyệt đẹp, chẳng thua gì thiếu nữ cả. Khuôn mặt bà vẫn mang một nét đẹp dịu dàng. Trông bà thế này thì chẳng ai nghĩ bà đã 37 tuổi. Đã là người mẹ hai con mà hai đứa con đều đã lớn tướng cả rồi. Sau bữa ăn, thằng Kiên giúp mẹ dọn dẹp. Bà Lan nói nhỏ với nó: "Con đi học trễ một chút nha, mẹ có chuyện muốn nói với con." "Dạ," Kiên trả lời trong sự hồi hộp. 7:15, chú tài xế có mặt để đón bố nó đến cơ quan. Chị My cũng đã đến trường. Trong nhà chỉ còn lại Kiên và mẹ nó. Kiên hồi hộp ngồi ở phòng khách đợi bà Lan đi ra. Bà Lan cũng căng thẳng, không kém gì thằng Kiên. Hai mẹ con ngồi với nhau mà không biết nên bắt đầu như thế nào. Sự im lặng giữa hai mẹ con kéo dài. Bà Lan lúc này buộc lại phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Mẹ à,
Mẹ, bà Lan đang định nói thì thằng Kiên lên tiếng cắt ngang lời bà. Chuyện tối qua mẹ không có lỗi gì cả, lỗi là tại con không nhìn kỹ mà đã làm ra hành động như vậy. Nhưng con vẫn đang thắc mắc là tại sao người tối qua không phải là chị Xoan mà lại là mẹ. Ý con là con với cái Xoan đã làm cái chuyện kia nhiều lần rồi sao? Trời ơi, sao con dám? Chị Xoan lớn tuổi hơn con mà. Thì con cũng lớn rồi mà mẹ. Cái chuyện đấy với thanh niên thời nay là chuyện bình thường thôi mà. Và lại thì chị Xoan cũng chỉ hơn con có 2 tuổi thôi. Con và chị ấy đều đồng tình với nhau mà, đâu có gì là sai trái đâu ạ. Ừ, mẹ hiểu rồi. Nhưng mà mẹ vẫn chưa trả lời con, tại sao tối qua mẹ lại nằm trên giường của chị Xoan như thế? Để con lầm tưởng mẹ là chị Xoan, rồi để con... Thằng Kiên nói được nửa chừng thì bỏ lửng cả câu. Thì mẹ ngủ quên mất. Không thể nào như thế được, mẹ ngủ quên. Vậy sao lúc mà con làm cái chuyện đấy với mẹ thì mẹ lại không lên tiếng hay là phản ứng gì cả? Đã vậy mẹ lại còn rất là đồng tình và hưởng ứng với con nữa chứ. Thì mẹ cứ tưởng đấy là bố con. Nói xong, bà Lan òa khóc nức nở. Thằng Kiên đã lờ mờ hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện. Mẹ nó định bắt quả tang tại trận hai con mèo ăn vụng là bố nó với chị Xoan. Nhưng không ngờ tối hôm qua lại là nó, chứ không phải là bố nó. Vậy thì bố nó đã may mắn thoát chết, và nó thì được hưởng lợi rồi. Nó không muốn làm mẹ nó khó xử nên không hỏi thêm gì nữa. Mẹ nó thì vẫn ngồi đó khóc thút thít. Nó muốn mau chóng kết thúc câu chuyện. Thế giờ mẹ con mình tính sao hả mẹ? Mẹ xin con hãy quên đi cái chuyện tối qua đi. Hãy coi đó là một giấc mơ thôi được không con? Không thể nào quên được mẹ. Tối qua là những giây phút tuyệt vời nhất trong đời con. Con đã làm cái chuyện ấy rất nhiều lần và với rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa có lần nào con lại có được cảm giác như tối qua. Trời ơi, con tôi, con đừng nói như vậy mà. Việc mà mẹ con mình làm tối qua là loạn luân đó con à. Làm vậy là tội lỗi lắm con ơi. Bà Lan thẳng thốt, giật mình đứng dậy và bước ra chỗ ghế sofa. Thằng Kiên cũng đi theo rồi ngồi xuống sát bên cạnh bà. Hơi nóng từ người của thằng con khiến người bà Lan run lên. Bà thấy con bà ngồi gần quá nên bà xích qua một bên để giữ ý tứ. Thế nhưng bà chưa kịp xích qua thì thằng Kiên đã kéo đầu bà ngả vào lòng mình. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Đừng con, đừng nói như vậy mà. Mẹ xin con đó, hãy quên chuyện tối qua đi. Hãy coi nó là một giấc mơ thôi con ạ. Vậy sao mình không kéo dài giấc mơ đó hả mẹ? Hãy cho con thêm một lần này nữa thôi nhé. Mẹ hãy coi đó như là một giấc mơ kéo dài đi. Thằng Kiên nhẹ nhàng nói với bà. Kiên, đừng như vậy mà con ơi. Nhưng ông trời như muốn chiều lòng thằng Kiên vậy. Mẹ nó vừa tắm xong, mùi hương từ người mẹ tỏa ra nồng nàn, khiến thằng Kiên chịu hết nổi. Bà Lan thì cứ ngồi thừ ra như là bị ma nhập vậy. Bà cứ để mặc thằng Kiên muốn làm gì thì làm. Khi đôi môi hai người đã trở nên ướt át thì bà Lan cũng chỉ rên khẽ lên một tiếng. Bà Lan giờ đây đã hoàn toàn chịu trận và đầu hàng vô điều kiện với thằng con trai rồi. Cái cảm giác bị nhục nhã cộng với cái cảm giác đê mê khó tả tạo thành hai luồng xung đột mãnh liệt, khiến bà nhất thời choáng váng hết cả mặt mày, chẳng biết phải xử lý như thế nào cả. Lý trí của bà thì cho rằng phải bảo vệ cái nơi quý giá nhất của người đàn bà, nhưng chính giữa cái nơi đó thì lại cứ sôi lên như núi lửa vậy. Bà Lan đang ở độ tuổi hồi xuân, và lại bà đã thiếu thốn cái chuyện này lâu lắm rồi. Vì ông Cường chồng bà, bố của thằng Kiên, thì lại không chịu đáp ứng cho bà. Lý trí của bà giờ đây đã không tài nào mà thắng nổi con tim khao khát trỗi dậy. Quả nhiên là bà Lan như bị điểm trúng huyệt vậy. Thằng Kiên thấy vậy thì nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội. Nó không bỏ lỡ một giây một phút nào cả. Dù bà có cấm cản, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Bà Lan cảm thấy đau đớn, nỗi đau như xé bà làm hai mảnh, như cái lần đầu tiên trong đêm động phòng với chồng vậy. Bà hét lên một tiếng đau đớn, chuyện đó lại tiếp tục diễn ra. Khi thấy hai dòng nước mắt lã chã tuôn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của mẹ, thằng Kiên thấy nhói lòng. Dù đang xen lẫn cảm giác vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng bà Lan không biết phải làm sao để chống lại thằng con,
và bà cũng chẳng dám la lên. Tấm thân trinh bạch của bà vốn chỉ dành riêng cho chồng mà thôi, chỉ mình chồng bà mới được phép, thế mà giờ lại bị thằng con trời đánh xâm phạm tới rồi. Tối qua thì bà còn có thể đổ lỗi cho sự nhầm lẫn, nhưng giờ đây thì bà không thể đổ lỗi cho bất kỳ một lý do nào nữa cả. Bà cầu mong sao cho cơn ác mộng này qua thật nhanh. Bà không thể nào ngờ rằng thằng con bà chỉ mới 15 tuổi thôi mà nó lại có cái đó to lớn và vĩ đại như thế. Bà cố gắng chịu đựng tất cả. Tuy bề ngoài vẫn thường tỏ ra lạnh lùng, nhưng nội tâm của bà Lan lại là người sống rất tình cảm. Chính vì vậy mà bà mới xuôi lòng để cho thằng Kiên bên mình ngày hôm nay. Bí mật tội lỗi giữa hai mẹ con này bà sẽ giữ mãi ở trong lòng. Và cho dù bà có là một bà hiệu trưởng lạnh lùng, một bà mẹ nghiêm khắc hay một người vợ đoan trang trinh tiết đến đâu đi chăng nữa, thì bên trong bà cũng chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi. Là một con người y như bao người phụ nữ khác. Bà đang ở độ tuổi hồi xuân, đang độ hừng hực sức sống, thì làm sao mà không cảm nhận được cơ chứ. Bà Lan cố gắng chịu đựng thêm một lúc thì đột nhiên cái cảm giác đê mê quen thuộc tối hôm qua lại đã mơ hồ len lỏi dâng lên trong lòng. Tuy mới chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng càng lúc cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. Trời ơi, mình đang sung sướng quá, nhưng không phải là với chồng mình mà là với thằng Kiên. Bà tự nhủ, mình không được phép có cảm giác như thế này, mình không thể nào làm như thế này được. Bà Lan hết hồn, bà cố gắng dùng hết tất cả lý trí còn sót lại để kiềm chế cảm xúc và cố không thừa nhận cái cảm giác ấy. Nhưng bà càng chối bỏ thì cảm giác sung sướng càng mãnh liệt hơn nữa. Nghiệp quá, thật là nghiệp chướng quá rồi. Bà Lan thầm oán trách bản thân mình, nhưng mà cái sự thiếu thốn đủ đường của bà đã bán đứng bà mất rồi. Nó hầu như không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân bà nữa. Nó không thèm đếm xỉa gì đến đức hạnh quý giá của bà nữa. Nó như một con quỷ đang đói khát, giờ có mồi ngon trước mắt thì tội gì mà không ăn. Nó đòi thỏa mãn cái mà nó vẫn hằng khao khát bấy lâu, đòi hỏi cái quyền lợi mà đáng ra nó phải được hưởng thụ, nhưng mà lại bị chồng bà bỏ bê đã gần 20 năm nay. Bà Lan sợ mình sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Cứ như vậy bà sẽ phải chịu thua trước thằng Kiên mất. Tại nó đã quá lão luyện rồi. Thôi đủ rồi, mẹ cấm con đó, dừng lại ngay cho mẹ. Trong giây phút sống dở chết dở ấy, bà cố gắng nói, làm ơn đi mà, mẹ van con đó, con ơi. Bà Lan như con người khát tình đã bị bỏ bê suốt bấy lâu, rồi nay lại được thằng Kiên lấp đầy, chỉ tội nghiệp cho ông chồng bà đi làm. Không biết ở nhà vợ của mình đang giữa độ tuổi hồi xuân xinh đẹp, lại bị thằng con trai hãm hại đến tàn tơi. Cũng thật tội nghiệp cho bà Lan, một người phụ nữ đoan trang chân chính, từ nhỏ tới lớn chỉ có mỗi một người đàn ông, đó là chồng mình. Thế mà bây giờ bà lại bị chiếm đoạt bởi một người đàn ông khác. Oan nghiệt hơn, người đàn ông đó lại chính là thằng Kiên, con trai của bà. Nó đã sống trong căn nhà này 15 năm qua, chính tay ông bà là người nuôi nấng nó từng ấy năm trời, để rồi giờ đây nó lại quay ra hãm hại mẹ của nó như vậy. Nó làm cho bà sướng còn hơn cả việc lên thiên đàng nữa. Bà không thể nào ngờ được thằng con bà chỉ mới 15 tuổi đầu mà nó lại có kỹ năng xưởng chiếu tuyệt vời đến như vậy. Bà như chìm đắm vào trong từng hành động của nó. Thực sự có nằm mơ bà cũng không thể nào hình dung ra nổi. Có ngày bà lại sống dở chết dở vì làm chuyện này với nó. Xong cuộc triền miên, cảm giác lâm lâm khó tả vẫn còn đọng lại trong thân thể và trong tâm trí của bà Lan. Bà mệt vì đã vận động quá nhiều, nên giờ bà chẳng buồn động đậy nữa. Bà nằm đó hưởng thụ những dư âm còn sót lại của cuộc hoan ái. Thằng Kiên cũng nằm xuống bên bà. Con xin lỗi mẹ, thằng Kiên lên tiếng nói ra lời xin lỗi. Ánh mắt của bà Lan nhìn về phía thằng con mình. Trong đôi mắt vô hồn của bà, một dòng nước mắt từ từ lăn dài xuống má. Bà vừa tủi nhục vừa xấu hổ, không biết nói chuyện sao, khi chính bà cũng vừa mới làm chuyện đó với nó. Bà chỉ biết khóc nức nở. Mẹ tuyệt vời quá. Con, sao con dám nói như vậy chứ?
con xin lỗi. Tất cả là lỗi do con. Nếu tối qua... Thôi, con đừng nói nữa. Con xin lỗi. Thôi, con lên thay quần áo đi rồi còn đi học, kẻo lại muộn. Dạ, thằng Kiên gật đầu. Trước khi đi, nó còn khẽ hôn bà Lan một cái. Nhìn xuống đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian. Nó đi thẳng lên phòng tắm để tắm sơ qua rồi thay đồ. Xong xuôi, nó xuống nhà thì không thấy mẹ nó đâu cả. Nó đoán chắc là mẹ đã lên tầng. Trước khi đi học, nó còn không quên khóa cửa lại. Bà Lan thì ở trong phòng gọi điện thoại lên trường, báo hôm nay không đến. Nằm xuống giường, bà khóc nức nở. Chỉ trong hơn nửa giờ đồng hồ thôi mà bà Lan đã được trải qua hai thái cực khác nhau, vừa như là địa ngục, vừa như là thiên đường. Thằng Kiên tới trường muộn nên cổng trường đã đóng. Bác bảo vệ gác cổng không cho Kiên vào, dù nó đã năn nỉ rất nhiều lần. Về nhà giờ này thì cũng không có ai, nên Kiên đành ghé quán cà phê quen thuộc vừa uống cà phê, vừa lướt mạng xã hội cho hết thời gian. Thời gian chậm chạp trôi qua, lúc Kiên nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ. Nó đoán giờ này chắc không có ai ở nhà. Bố thì bận việc ở cơ quan, mẹ thì chắc cũng đã lên trường lâu rồi. Chị My thì 12 giờ mới về nhà. Chắc chị Xoan giờ này cũng đã về đến nhà rồi. Nghĩ tới chị Xoan, thằng Kiên lại rạo rực bồi hồi. Nó thanh toán tiền cà phê rồi mau chóng về nhà. Mở cửa dắt xe vào thì nó thấy xe của bà Lan vẫn còn ở nhà. Chắc là sáng nay làm chuyện đó với mình, bà ấy mệt nên mới không đi làm, Kiên đoán. Vậy mình ghé qua phòng chị Xoan xem thế nào đã. Cửa phòng chị Xoan sau tối qua vẫn không khóa. Nó mở cửa thì thấy phòng trống không. Nhìn chiếc giường của chị, nó bồi hồi nhớ lại những lần rung động với chị trên chiếc giường đó. Và cũng vừa mới tối qua thôi, nó đã làm cái chuyện ấy với mẹ mình, cũng trên chính chiếc giường này. Thằng Kiên khép cửa lại rồi đi vào phòng ăn. Nó vẫn không thấy ai. Nó đoán chắc chị Xoan vẫn chưa về nhà. Đi lên tầng, vào phòng thay quần áo. Rồi Kiên nằm trên giường, nghĩ lại chuyện tối qua và sáng nay với bà Lan. Nó lại thấy trong lòng rạo rực. Nó ngồi dậy, mò sang phòng bà Lan, nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa. Thấy không mở được, thằng Kiên ngớ người. Chợt nó nhớ ra là mẹ nó thường hay bấm khóa chốt trong, rồi mới đi ngủ. Phòng mẹ thì chẳng vào được, mà về phòng mình thì chán. Cứ thế nó loay hoay đi đi lại lại bên ngoài hành lang, muốn gõ cửa gọi mẹ mở cửa cho, nhưng lại sợ bà không mở. Trong lòng nó cứ bứt rứt không yên. Giờ này trong nhà đã không có ai, chẳng lẽ lại để cho thời gian trôi qua một cách vô bổ như thế này. Thật ra là nó tiếc cơ hội ngon lành cành đào như thế này. Để kiếm ra cơ hội như thế này nữa thì đâu có dễ đến thế. Đi tới đi lui một lúc thì thằng Kiên chợt nhớ ra, tại sao mình không dùng chìa khóa phòng của bố mà mở cửa nhỉ? Biết đâu mẹ mình không cài khóa trong thì sao? Chìa khóa thì ngay trên lầu, ở phòng làm việc của bố nó, trong cái ngăn kéo bàn. Tại sao nó lại biết? Tại một lần tình cờ, nó đã vô tình nhìn thấy bố để chìa khóa ở trong đó. Thằng Kiên mừng quính như bắt được vàng. Nó chạy lên phòng bố nó để lấy chìa khóa và trở xuống, hồi hộp tra vào ổ. Nó vừa tra vừa vái trời trong bụng, mong mẹ chỉ bấm khóa thôi, chứ đừng để chìa khóa ở bên trong. Còn về bà Lan, từ sáng tới giờ bà chỉ nằm đó thôi chứ đâu có ngủ. Bà không biết phải làm như thế nào nữa. Đầu óc bà ngổn ngang bao nỗi lo. Bà đã sai lầm một lần khi làm chuyện đó với thằng con tối qua. Bà đã cố quên đi chuyện đó, muốn coi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng chỉ mới sáng nay thôi, cách đây mới chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ, con trai bà đã làm sống lại giấc mơ đó một lần nữa. Nó đã dựa vào sự không phòng bị của bà để sáng nay, khi không có ai ở nhà, nó đã hãm hại bà, đã làm chuyện đấy với bà một lần nữa. Nhớ lại những giây phút đó, bà Lan thấy cay đắng khi nhận ra rằng mình đã thật sự sung sướng đến mức nào khi làm chuyện đó với nó. Nó quá là đàn ông khi làm cái chuyện kia. Giá như mình và nó danh chính ngôn thuận thì tốt biết mấy. Tạch một tiếng, cửa phòng hé mở. Kiên thò đầu vào nhìn. Bà Lan giật mình, luồng suy nghĩ bị cắt đứt giữa chừng. Bà nhìn ra cửa thì thấy thằng Kiên. Ơ kìa Kiên, con không đi học sao? Con vào trong phòng bố mẹ để làm gì vậy? Mẹ đang ngủ mà, con ra ngay. Giọng bà Lan thẳng thốt.
Con được về sớm, thấy xe của mẹ nên con đoán chắc mẹ ở nhà. Thấy trong phòng bố mẹ im lặng quá, con sợ mẹ bị bệnh nên vào xem thử mẹ thế nào thôi. Kiên nhanh nhảu nói, vừa nói vừa lách người chui vào phòng. Mẹ không có sao đâu, con cứ đi ra ngoài đi, chiều nay con còn phải đi học mà. Nếu cần con giúp thì mẹ gọi con nhé. Nghe vậy bà Lan xua tay. Mẹ không cần con giúp gì đâu, con bận đi học thì cứ đi đi. Con không có bận gì cả mẹ, chiều nay con được nghỉ học mà mẹ. À, hay là mẹ để con ở đây nói chuyện với mẹ một lúc cho mẹ đỡ buồn nhé mẹ. Nói xong Kiên nhanh tay đóng cánh cửa lại. Thôi, nếu con có chuyện gì thì để chiều hãy nói đi. Giờ mẹ cảm thấy hơi mệt, mẹ muốn ngủ. Con ra ngoài tiện đóng cửa lại cho mẹ nha. Thấy Kiên vẫn không có ý định rời đi, bà Lan ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào thành giường, ôm gối ngủ thô lu, nhìn thằng Kiên một cách đầy cảnh giác. Thằng Kiên ngập ngừng đi lại bên giường và ngồi xuống. Nó liếc nhìn thấy cái áo của mẹ nó vứt ở dưới cuối giường, nó hiểu ngay là mẹ nó đang không mặc gì cả. Nghĩ tới cái cảnh ấy là nó thấy máu trong người như đang sôi lên. Thì cái chuyện tối qua, sáng nay mẹ dặn con là... Thằng Kiên bắt đầu nói. Thôi, chuyện đã qua rồi, con đừng có nhắc lại nữa. Tối qua mẹ nhầm lẫn, mẹ tưởng là bố con mới xảy ra cái chuyện đó thôi. Con hãy coi như đó là một tai nạn hay là một giấc mơ đi. Hãy cố quên nó đi nhé. Bà Lan nói nhanh để nhanh chóng kết thúc câu chuyện với thằng Kiên. Thế còn chuyện sáng nay? Thôi dừng lại đi, đừng nói nữa. Con đi ra ngoài đi. Nhưng con thực sự đã cảm thấy rất tuyệt mẹ. Con đã được làm chuyện đấy y như là chồng của mẹ. Con đã biết được cái vẻ đẹp cực phẩm của mẹ rồi. Những khoảnh khắc đó con không bao giờ có thể quên đi được. Mẹ không cảm thấy như con sao? Mẹ con mình đã có những giây phút rất tuyệt vời bên nhau. Con biết mẹ cũng rất là sung sướng mà. Vừa nói, nó vừa trèo lên giường. Đừng có lại đây. Mẹ xin con đó, con đừng có nói những lời như vậy nữa. Mẹ cảm thấy tội lỗi lắm rồi. Bà Lan co rúm người lại, hoảng hốt khua tay tán loạn. Mẹ, mẹ đừng sợ mà mẹ, đừng xua đuổi con như kẻ thù như thế. Không Kiên ơi, con đừng như thế nữa, mẹ xin con đó Kiên. Thằng Kiên vỗ về trấn an bà Lan. Không sao đâu mẹ, con yêu mẹ mà, có gì mà mẹ phải sợ con như thế. Mẹ sợ lắm, vừa sợ mẹ vừa thấy tội lỗi lắm con thôi. Mẹ sợ bố con biết chuyện. Vừa nói, bà Lan vừa ra sức cựa quậy trong vòng tay thằng Kiên. Mẹ không nói gì, con không nói gì, làm sao mà bố biết được. Mẹ con mình chỉ tranh thủ những lúc như thế này thôi mà. Không, mẹ làm thế thì mẹ thấy có lỗi với bố con lắm Kiên à. Mẹ xin con đấy, mình đừng làm như vậy được không con. Bà Lan nhìn nó mà ra sức van xin. Tội lỗi gì hả mẹ, sao mẹ lại bảo thủ thế? Dù sao thì con cũng đã biết hết bí mật rồi, và con với mẹ cũng đã làm chuyện đấy hai lần rồi mà. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn hết, cả hai chúng ta đều cảm thấy sung sướng cả mà. Chỉ là xảy ra một chút thay đổi nhỏ trong cuộc sống thôi mà mẹ. Thằng Kiên cười nheo mắt nhìn bà Lan. Như thế là loạn luân đấy con à. Con không biết tại sao mẹ không thể làm chuyện đấy một lần nữa với con. Dù trước đó, mẹ đã làm hai lần với con rồi mà. Bà Lan không biết nói gì nữa cả. Bà chỉ cúi gằm mặt xuống. Loạn luân thì đâu phải là ngoại tình đâu hả mẹ. Mẹ đừng có quan trọng hóa vấn đề quá. Chỉ là hai mẹ con mình cùng nhau đi tìm những cảm giác mới mẻ trong đời sống mà thôi. Khi nào bố có nhà thì đâu lại vào đấy. Mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn là vợ của bố con, có gì thay đổi đâu mẹ. Thằng Kiên vừa nói vừa cười đầy sung sướng. Bà Lan nghe xong thì bắt đầu thấy có vẻ xuôi xuôi tai. Nhưng trong lòng bà Lan đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bà chỉ muốn mối quan hệ này được công khai, được danh chính ngôn thuận. Nhưng không thể nào được vì còn có ông Cường. Mẹ không thể. Mẹ xin con đấy Kiên à. Con dừng lại đi, đừng nói nữa có được không. Bà Lan ấm ức như một đứa trẻ. Chỉ vì một lần nhầm lẫn mà bây giờ bà phải chịu đựng cái cảnh như thế này. Cứ vậy rồi thì ngày mai ngày kia, hoặc ngày kia nó đòi nữa thì ai mà chiều được. Mà nó bây giờ chỉ mới có 15 tuổi đầu thôi mà. Sao nó bậy thế không biết. Nó có niềm đam mê rất mãnh liệt với chuyện ấy. Giờ đây, nó còn dám đòi hỏi làm chuyện đó với bà nữa. Cái chuyện mà chỉ có bố nó mới được phép làm với bà thôi. Hai mẹ con bà như hai tay đua trên đường đua,
vì không làm chủ được tốc độ cộng với việc phóng nhanh vượt ẩu, thế là xảy ra va chạm với nhau. Định mệnh thật là trớ trêu, nó cứ đùa giỡn trêu ngươi với vận mệnh con người ta, để con người ta lâm vào hoàn cảnh đi không được mà ở cũng không xong. Bà Lan nằm suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le cay đắng như thế này. Trong đầu bà cứ quẩn quanh ý nghĩ, nếu như tối đó người đó là con Xoan chứ không phải là bà, thì mọi chuyện có phải sẽ khác rồi không? Một lần lầm lỡ của bà mà người đó lại chính là thằng con trai của bà. Nhưng nếu người tối đó là ông Cường chồng bà chứ không phải là thằng Kiên, thì bà có được hưởng cái cảm giác đê mê như vậy không? Cái cảm giác mà bà chưa bao giờ bà nhận được khi làm với chồng mình từ khi lấy ông ấy. Cái cảm giác mà bà nghĩ nó sẽ không bao giờ tồn tại trên thế gian này. Cái cảm giác mà đáng lẽ ra với tư cách là một thằng đàn ông dĩ nhiên phải mang đến. Nếu như cảm giác sung sướng đó không phải là thằng Nghiên mang đến cho bà, thì bà có còn cảm thấy tội lỗi như bây giờ không? Bà có còn cảm thấy nhục nhã ê chề như bây giờ không? Bà đã nuôi nó 15 năm trời, chính tay bà nuôi nó khôn lớn đến từng này, để rồi giờ đây nó quay lại để hãm hại bà, đòi bà làm chuyện vợ chồng với nó, thì bảo bà làm sao mà chấp nhận cho được. Nhưng bà có cảm thấy hối hận không? Tất nhiên là không, vì những gì đã xảy ra với bà đã làm cho bà thật sự không biết còn điều gì có thể khiến bà có được cảm giác sung sướng như thế được nữa. Bà Lan cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể nghĩ như vậy. Chắc tại thằng Kiên lại quá là rảnh trong chuyện đó. Khi bà làm chuyện đó với nó, bà tưởng mình sẽ chết ngất đi vì sung sướng rồi. Tuy bà nó không nói ra điều đó, nhưng mà bà biết bà không thể giấu nổi đó được. Vì chính cái sự ham hố hừng hực của một người đàn bà đang độ hồi xuân của bà, chính điều đó đã tố cáo bà. Biểu hiện của bà thể hiện ra ngoài như giúp cho việc đó được rõ ràng hơn. Bà cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. Tại sao những lúc như thế bà lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà hòa mình vào cùng nhau làm với nó chứ? Thật sự là quá tội lỗi rồi. Nằm suy nghĩ vẩn vơ, thời gian cứ thế trôi qua. Khi bà Lan nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường để xem giờ là mấy giờ rồi, thì bà giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của thằng Kiên đang trần truồng đập ngay vào mắt bà qua tấm gương ở cánh cửa tủ. Hình ảnh đó khiến bà phải đỏ mặt. Phải công nhận, nó mới 15 tuổi mà đã to như thế. Không biết sau này khi nó lớn lên thì phải như thế nào nữa, bà Lan thầm nghĩ. Nhìn thằng Kiên, những dư âm của cơn khoái cảm vẫn còn đọng trong bà bỗng trỗi dậy. Bà cảm thấy nơi đó của mình lại bắt đầu ươn ướt rồi. Giá như mà bà vội gạt ngay cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Không được, mình là mẹ nó mà, mình không được phép có suy nghĩ bậy bạ đó. Bà Lan tò mò nhìn khuôn mặt của Kiên trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng với sự ngượng ngập đầy bối rối, nhưng cũng đầy vẻ thỏa mãn và cái ánh mắt long lanh sáng ngời sau khi đã được thỏa mãn nhu cầu. Vậy là ngoài ông chồng bà ra, thì bây giờ bà đã có người đàn ông thứ hai trong đời làm chuyện đó với bà rồi. Nó là con của bà, nhưng nó đã làm chuyện vợ chồng với bà. Nói đúng hơn là nó đã hãm hại bà, nhưng nó cũng đã làm cho bà sung sướng đê mê. Kể ra việc này cũng không phải là việc gì ghê gớm lắm nhỉ, bà Lan tự nhủ. Vậy mà trước đây mình cứ nghĩ việc này kinh khủng lắm, nhưng mà nó là con mình mà, mình vẫn phải chấm dứt cái chuyện này ngay, không thể nào để bị phát hiện được. Mẹ còn giận con à? Không, mẹ không giận gì con cả. Vẫn còn sớm, hay mình làm nhánh nữa đi mẹ. Dù ra mẹ cũng không lên trường, và lại giờ này cũng không có ai ngoài hai mẹ con mình. Chị Xoan thì 12 giờ mới về nhà. Bà Lan nghe xong thì đỏ cả mặt. Thôi, làm cái gì mà làm. Thằng Kiên nghe vậy thì ra sức năn nỉ. Bà Lan thấy nó thế thì không biết nói gì hơn, chỉ biết cười trừ. Thằng Kiên thấy vậy thì càng bám lấy bà, năn nỉ bà làm chuyện kia với nó nữa. Không làm gì nữa hết, về phòng đi, chị Doan sắp về rồi đấy, bà nói gần như là hét lên, giọng điệu nghiêm nghị nhưng pha lẫn tiếng nấc như muốn khóc. Mẹ cảm thấy mệt nên nằm nghỉ một lát, con đó thì xuống dưới bếp kiếm gì nấu mà ăn. Thằng Kiên định nói gì nữa, nhưng thấy mắt bà đỏ hoe nên thôi. Nó không dám nói thêm lời nào nữa. Nó mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đi về phía phòng của mình. Một tháng sau,
Kể từ sau cái lần đó với thằng Kiên thì bà Lan cảnh giác với nó hơn. Với lý trí của một người vợ, một người mẹ, bà sẽ không bao giờ để thằng con có cơ hội tiếp xúc với mình. Dù sâu trong lòng bà cảm thấy có đôi chút tiếc nuối. Buổi sáng, bà cố gắng thu xếp đi làm cùng với chồng hoặc với con gái. Nếu hôm nào chồng hoặc con gái đi sớm thì bà luôn luôn bảo cái Xoan ở bên cạnh, cho tới khi bà ra khỏi nhà thì bà mới cảm thấy yên tâm. Buổi trưa, trước khi về nhà, bà không quên gọi điện thoại về để biết chắc chắn rằng ở nhà đã có chồng hoặc con gái. Vì đôi khi cái Xoan buổi trưa hay sang nhà mẹ của bà phụ giúp việc lặt vặt. Buổi nào có một trong ba người thì bà mới về nhà, còn nếu không có ai thì bà ở lại trường luôn, đến chiều mới về. Chiều tối thì bà luôn yên tâm vì lúc nào cũng có chồng và con gái hoặc cái Xoan ở nhà. Khi đi ngủ, bà luôn nhớ chốt khóa trong lại. Nếu ông Cường muốn vào sẽ phải gọi bà để bà mở. Bà không cho phép ông dùng khóa để tự mở cửa nữa, vì bà sợ thằng Kiên có thể ăn trộm chìa khóa để mở cửa. Bà luôn đặt mình vào thế phòng bị, vì bà biết thằng Kiên nó dám làm liều lắm. Bà không thể dùng quyền làm mẹ để ra lệnh cho nó được, vì chính bà đã sai trước và nó đã dùng sai lầm đó để mà bắt bà làm theo ý muốn của nó. Bà cũng không thể nói chuyện này với chồng hay với bất kỳ ai để giúp bà thoát ra cái hoàn cảnh này được. Bà biết trong thâm tâm thằng Kiên vẫn muốn làm cái chuyện đó với bà. Cứ nhìn vào ánh mắt của nó, mỗi khi nhìn bà là bà biết liền. Nhất là mỗi khi mà bà đi tắm, thôi thì tránh được lúc nào hay lúc đó vậy. Nhưng suốt cả tháng nay thì ông Cường cũng chỉ làm chuyện đó với bà có đúng 2 lần. Mỗi lần không quá 2 phút thì làm sao mà thỏa mãn được những đòi hỏi khao khát cháy bỏng trong bà. Bà muốn cái chuyện đó lắm chứ. Ngoài cái danh một bà hiệu trưởng lạnh lùng nghiêm khắc và một người vợ dịu hiền nết na ra, thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác mà thôi. Bà cũng có quyền được đòi hỏi những mong muốn khát khao đó chứ. Với tư cách là một người vợ, bà có quyền được hưởng những điều đáng nhẽ ra bà nên được hưởng. Nhưng bà không thể nào mở miệng ra đòi hỏi cái chuyện kia với chồng được. Vì bấy lâu nay, bà luôn luôn là người thụ động trong cái chuyện đó. Bà bọc lên người lớp vỏ ngoài là người vợ chuẩn mực. Lớp vỏ đó không cho phép bà đòi hỏi cái chuyện kia với chồng, vì như thế là hư hỏng. Ông Cường rất là gia trưởng trong cái chuyện phòng the. Bà cũng là người bình thường, bà cũng biết mệt mỏi và bà cũng khát khao trong chuyện đó. Bà Lan chìm trong suy nghĩ khi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 3 giờ chiều. Bà thu xếp công việc về nhà sớm. Giờ này thì ông Cường với con My chắc chắn không có nhà. Thằng Kiên thì bà không biết, giờ giấc sinh hoạt của nó rất là thất thường. Bà gọi điện thoại về nhà thì con Xoan nghe máy. Nghe vậy thì chắc chỉ có mình nó ở nhà. Nghĩ vậy, bà yên tâm đi về đến nhà. Hơn 3 giờ chiều, đột nhiên thằng Kiên về nhà. Xoan thấy nó thì vui vẻ ra mở cửa cho nó. Chị vừa mở cửa vừa nhìn nó cười rất tươi. Nó dắt xe vào rồi quay ra đóng cửa. Chưa kịp định thần thì nó đã quay qua ôm chầm lấy chị, hôn lên đôi môi của chị. Chị Xoan cười nói, em hư quá mà bà chủ sắp về rồi đó. Sao chị biết mẹ em sắp về? Giờ này vẫn còn sớm mà, Kiên ngạc nhiên hỏi. Thì cách đây 10 phút bà chủ có điện thoại về nhà mà. À, thằng Kiên nghe vậy thì mới vỡ lẽ. Mấy tháng nay bà Lan luôn tìm cách né tránh nó, không bao giờ mẹ để cho nó một mình bên cạnh. Thằng Kiên hiểu nỗi lòng của mẹ nó chứ, nhưng mà nó vẫn luôn khao khát. Dù bên cạnh nó không thiếu đàn bà, nó cũng không hiểu tại sao nữa. Sau lần đó, cứ mỗi khi nghĩ về bà Lan là nó lại hồi tưởng những giây phút bên bà. Chỉ cần nghĩ thôi là nó đã cảm thấy rạo rực hết cả lên. Cái cảm giác đó kỳ lạ lắm, nó cũng không thể giải thích được tại sao. Hình như là nó bị ma ám rồi thì phải. Kiên đi lên phòng, vừa đi vừa nghĩ đến bà Lan sắp về. Nhà giờ đây chỉ còn lại mỗi chị Xoan. Đột nhiên trong đầu thằng Kiên chợt lóe lên một ý tưởng. Nó đi xuống nhà dưới kêu với chị Loan. Chị Xoan ơi, lúc nãy em qua nhà ngoại. Ngoại nói nhà có nhiều việc quá,
nên nhờ em nhắn chị qua để phụ giúp ngoại. Nhưng còn bữa tối thì sao? Doan ngạc nhiên hỏi. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ nói chuyện với mẹ cho. Ừ thôi vậy, chị qua giúp ngoại, em nhớ nói với bà chủ cho chị nhé. Chị Doan vô tư đi thay đồ rồi dắt xe ra cổng, không thắc mắc gì cả, vì đó cũng là chuyện thường xuyên. Mỗi tuần thì Doan đều qua nhà ngoại 3 lần, nên cũng không thắc mắc hay thấy lạ gì lạ cả. Vừa thấy chị Doan đi khuất, thằng Kiên ngay lập tức chạy vào nhà tắm đóng cửa, lôi điện thoại ra gọi qua nhà ngoại nó. Alo bà, chiều nay nhà không có việc gì cả, nên mẹ con bảo chị Doan qua dọn dẹp nhà giúp ngoại nha. Làm xong hết tất cả, nó yên tâm ngồi đợi bà Lan về. Nghe thấy chuông cửa reo, nó nhanh chóng chạy ra mở cửa cho mẹ. Con chào mẹ, bữa nay mẹ về sớm thế. Ơ, sao lại là con, chị Doan đâu? Bà Lan hốt hoảng. Sao vậy ạ? Con vừa mới về ạ, chị Doan đang dọn dẹp ở trên tầng ấy mẹ. Nó nói xạo mà mặt nó tỉnh bơ. Bà Lan nghe vậy thì hơi run, nhưng bà cố giả vờ bình tĩnh. Để con dắt xe vào cho mẹ, thằng Kiên nhanh nhẹn kêu. Mẹ cảm ơn. Bà Lan vẫn cảm thấy run, nhưng khi biết có con Doan ở nhà thì bà thấy yên tâm hơn nhiều. Vì nếu có người ở nhà thì thằng Kiên dù có muốn, nó cũng sẽ không dám làm liều. Bà đi vào bếp rót một cốc nước lạnh, vì cổ họng bà khát khô rồi. Thằng Kiên đi từ ngoài vào, nó ngồi lên ghế sofa nhìn mẹ nó đang ở trong bếp. Nó tới lân la trò chuyện với bà Lan, trong khi bà vẫn đang dọn dẹp lại một vài thứ trong tủ lạnh. Khi bà Lan quay lại thì thấy thằng con ngồi ở ghế sofa. Bà cầm cốc nước đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống, với vẻ bối rối lộ rõ trong từng cử chỉ của bà. Bà Lan không dám nhìn thẳng vào thằng con, nên cứ loay hoay ly nước trong tay. Bà thấy thiếu an toàn khi chỉ có một mình bà ở nhà với thằng con, mà không có con Doan ở cùng như mọi khi. Không khó khăn gì để thằng Kiên nhận ra điều đó ở bà. Nó bắt đầu dẫn dắt câu chuyện theo một chiều hướng khác. Mẹ vẫn còn giận con chuyện đó hả? Không, mẹ quên rồi. Bà Lan lúng túng nhìn nó, hai má ửng hồng, không biết vì nắng hay là vì điều gì nữa. Hôm đó con đã dám mở khóa cửa phòng mẹ đó. Dừng lại đi, con đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, mẹ đã quên rồi. Bà Lan cúi mặt nhìn xuống bàn. Nhưng mà con cứ nghĩ mãi cái chuyện hôm ấy, con chỉ lo mẹ giận con thôi. Kiên nói. Không, mẹ không giận gì cả, mẹ đã quên chuyện đó rồi. Bà Lan vội nói. Vậy mẹ có còn nhớ cái câu cuối cùng con nói với mẹ không? Kiên hỏi. Câu gì? Bà Lan cảm thấy sởn cả da gà. Bà vẫn nhớ như in câu nói ấy. Con nói con rất muốn mẹ. Kiên nhắc lại. Dừng lại đi, đừng nói nữa. Bà Lan nói xong liền đứng lên đi ra cửa. Kiên liền đứng lên, tiến nhanh lại đến bên cạnh mẹ như sợ bà ấy sẽ chạy mất. Đừng, con đừng lại đây. Bà Lan đứng dịch ra xa một chút, vừa lùi, bà vừa liếc mắt lên cầu thang. Bà sợ con Doan đột nhiên đi xuống thì nguy to. Con rất muốn mẹ. Nó nhắc lại câu nói đó một lần nữa. Bà Lan lóng ngóng không biết phải làm sao. Thôi con, chị Doan đi xuống bây giờ. Nghe vậy, thằng Kiên lắp bắp đáp. Chị Doan không có ở nhà đâu mẹ, chị ấy đã qua nhà ngoại rồi. Vừa nói nó vừa nắm lấy tay bà. Ơ, thế không phải con vừa nói là? Bà Lan ngửa người ra sau, luống cuống lùi lại ghế sofa. Con nói dối mẹ đó. Lúc con về là chị Doan vừa mới đi. Bà ngoại nhắn tin chờ con truyền lời, kêu chị Doan qua đó dọn dẹp cái vườn giúp bà. Thằng Kiên vừa cười vừa nhanh chóng khép cánh cửa nhà bếp lại cho chắc ăn, dù nó biết điều này không thật sự cần thiết. Bà Lan giật mình, sửng sốt kêu lên. Kìa Kiên, con làm gì thế? Sao lại đóng cửa lại? Thì con muốn có không gian riêng cho hai mẹ con mình thôi. Thằng Kiên vừa nói vừa đi lại chỗ bà Lan, ánh mắt nó mang theo niềm khát khao. Không không, đừng làm thế con ơi. Bà Lan xua tay sợ hãi. Thằng Kiên tiến lại gần rồi nói. Con rất muốn mẹ, lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ hết. Nó tiếp tục tới gần bà hơn. Đừng, đừng lại gần mẹ. Bà Lan kêu lên. Ánh mắt bà Lan nhìn thằng Kiên như nhìn thấy ma. Nó ngồi xuống bên cạnh bà rồi cất lời. Thì con có định làm hại gì mẹ đâu mà mẹ kêu lên như thế. Mà nếu con làm chuyện đó với mẹ thì mẹ có dám kêu lên không? Không, đừng như vậy, mẹ sợ lắm.
Giọng bà Lan run run. Mẹ sợ cái gì? Con có phải là ma quỷ đâu mà mẹ sợ. Mẹ sợ phải sống trong sợ hãi. Mẹ sợ nhỡ có người biết. Bà Lan nói. Ôi, con tưởng mẹ sợ cái gì chứ? Mấy cái này mẹ không cần phải sợ. Thằng Kiên nghe xong thì thở phào. Nhưng mà mẹ sợ lắm, vậy nên đừng làm gì cả nhé. Bà Lan nhìn thằng con, ánh mắt bà sợ hãi trông đến tội, khiến thằng Kiên không nhịn được cười. Vâng, con chỉ muốn bên mẹ thôi mà. Thằng Kiên cười nhìn bà Lan, nó giang tay ra ôm bà vào lòng. Ơ kìa, con đã hứa với mẹ là không làm gì cơ mà. Không, con không làm gì cả. Con chỉ muốn thể hiện tình cảm với mẹ một chút thôi mà. Thằng Kiên cười trông rất là đều. Ngồi trong vòng tay của thằng Kiên, nhưng người bà vẫn cứ run lên bần bật, không chịu nổi nữa. Bà nói, tình cảm cái kiểu gì thế này? Thôi, con buông mẹ ra đi, nhỡ có ai đó về thì chết cả hai bây giờ. Mẹ yên tâm, con đã chốt khóa trong lại rồi, ai về thì phải bấm chuông. Thằng Kiên thủ thỉ vào tai bà, vậy là nó đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi, mình lại đến chết với nó mất thôi. Bà Lan thầm nghĩ, con đừng có mà làm ra hành động gì quá phận đấy. Giọng bà Lan yếu ớt xen lẫn chút sợ hãi. Dặn nó xong rồi, bà ngồi yên bất động, để thằng con muốn làm gì thì làm. Tuy bà có hơi thấp thỏm lo lắng, nhưng sâu trong thâm tâm bà lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Nó mang lại cho bà cái cảm giác như được một người đàn ông che chở yêu thương với người mình yêu vậy. Nghĩ đến đây thôi, bà không muốn phải nghĩ thêm gì nữa cả. Bà đã quá mệt mỏi vì phải đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình rồi. Bà rất mong có được một vòng tay như thế này, muốn bờ vai một người đàn ông phạm vỡ rắn rỏi để cho bà tựa vào. Đây có phải là việc tội lỗi không? Khi một người đàn bà đang trong độ tuổi hồi xuân, thèm muốn những điều như vậy, bà chờ đợi chồng mang đến cho mình những điều đó, để rồi ông ấy lại cho bà những lần sung sướng không trọn vẹn. Bà còn chưa kịp cảm thấy gì thì ông đã xong rồi. Lần nào cũng vậy, cứ như đi trả bài tập cho bà vậy. Một tháng được đúng 2 lần, vào đúng 2 ngày đã định sẵn. Mỗi lần chưa được 2 phút, nếu như không có những lần tội lỗi với thằng con, thì có lẽ bà sẽ không bao giờ mà biết được cái cảm giác khoan khoái trong việc yêu đương này nó thực sự là như thế nào. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì đấy? Thằng Kiên hỏi. Không, mẹ không nghĩ gì cả. Bà Lan bối rối trả lời. Khi nhìn vào ánh mắt của thằng con, bà thừa hiểu là nó đang muốn gì rồi. Nó không thể nào đơn giản chỉ là ngồi đây trò chuyện phô phơ được. Rồi thì mọi chuyện lại diễn ra theo đúng kịch bản của thằng Kiên. Đừng con. Giọng bà Lan yếu ớt, không dứt khoát được nữa rồi. Dù bà nói vậy thôi, nhưng bà cũng chẳng thể làm gì để ngăn được thằng con lại. Thôi con ơi, mẹ con mình không thể làm thế này được nữa đâu. Mẹ sợ lắm. Kìa mẹ, chỉ có mẹ con mình với nhau thôi mà, có ai biết đâu mà mẹ sợ. Mẹ cứ kìm nén lòng mình như thế này làm gì, cuối cùng thì chỉ mình mẹ chịu thiệt thôi. Làm thế này mẹ thấy có lỗi với bố con lắm, mẹ thấy bứt rứt trong người lắm. Bà Lan thở dài. Mẹ có chắc là bố ở bên ngoài không ăn phụng không? Thằng Kiên cười cười hỏi. Con đừng nghĩ như thế về bố con. Mẹ biết bố con không phải là người như thế đâu. Bà Lan nói rất là mạnh miệng, nhưng nói xong thì bà cảm thấy hơi chột dạ. Biết đâu được chồng bà cũng đang có người khác rồi đấy. Chỉ là bà chưa điều tra ra được mà thôi. Trong đầu bà thoáng qua những suy nghĩ đó, lấy lại lý trí, bà xua tan đi ý nghĩ đó, không dám nghĩ tiếp nữa. Không phải là mẹ đã từng nghi ngờ bố với chị Soan đó sao? Không có đâu, con đừng có nói bố con như vậy. Mẹ đừng nghĩ cho bố nữa, sống cho mình đi mẹ. Bố sao thì con mặc kệ. Con chỉ biết rằng con và mẹ cuối cùng ham muốn trong chuyện đó, mà bố thì không thể nào đáp ứng cho mẹ được. Thì để con sẽ bù đắp hết những thiếu thốn đó cho mẹ. Thằng Kiên thủ thỉ bên tai bà. Dù vậy thì cũng đừng làm thế, chúng ta là mẹ con mà. Bà Lan bối rối nói. Chẳng nhẽ chúng ta không phải là hai mẹ con? Dù cho bà Lan con nói thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không thể ngăn được sự thiếu thốn, ham muốn đang trỗi dậy lên trong lòng thằng Kiên, rồi chuyện ấy lại xảy ra. Khi xong việc, bà Lan nghiêng đầu, mở mắt nhìn thằng con cười e thẹn, một nụ cười đầy thỏa mãn và sung sướng. Cả tháng nay bà mới được tận hưởng cái cảm giác đê mê như thế này. Bà thầm nghĩ, đây có phải là việc gì ghê gớm lắm đâu. Đây là điều hiển nhiên, vì ai cũng đáng được hưởng cái cảm giác này. Mẹ đi tắm cái nha.
Dạ mẹ cứ đi đi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Thằng Kiên vội vàng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường còn sót lại trên ghế sofa. Sau đó nó chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi đi ra mở cửa. Thì ra là ông Cường. Con chào bố. Sao bữa nay bố về sớm thế hả bố? Về nghỉ ngơi một chút, vì tối nay bố đi dự tiệc của một người bạn. Mà mẹ con đã về chưa? Dạ mẹ cũng vừa mới về. Mẹ đang tắm, có chuyện gì mà bố tìm mẹ về ạ? Thì tối nay bố với mẹ cùng đi dự tiệc mà. Nói xong ông Cường đi vào nhà. Thằng Kiên đóng cửa lại. Qua cuộc nói chuyện với bố, nó biết được tối nay bố nó đi dự tiệc ở nhà bác Nam. Bác làm tiệc chia tay vì gia đình bác Nam sắp xuất cảnh qua Mỹ. Gia đình bác ấy với gia đình Kiên rất là thân thiết, vì bác Nam với bố mình từng là đồng đội cũ. Cô Linh vợ bác Nam với mẹ nó cũng là bạn học với nhau. Còn có anh Dũng, con trai bác Nam, cũng khá thân với nó. Anh Dũng hơn nó 3 tuổi. Hồi học lớp 9 nó học hơi kém, nên anh Dũng cũng hay qua nhà kèm nó học. Con có muốn đi cùng với bố mẹ không? Qua chào tạm biệt bác Nam, cô Linh với anh Dũng. Thôi ạ, con làm biếng lắm. Có gì con sẽ gọi điện thoại chào anh Dũng một câu. Kiên từ chối, vì giờ nó lớn rồi, nó không thích đi cùng với bố mẹ. Đi cùng với bố mẹ, nó cảm thấy mình như là trẻ con vậy. 6 giờ, tài xế đến đón bố mẹ Kiên. Nhà bác Nam ở quận 7, căn biệt thự rất đẹp, có khuôn viên rộng rãi. Tối nay hơi đông khách nên không khí rất ồn ào. Bà Lan không quen với sự ồn ào náo nhiệt đó nên bà cảm thấy hơi mệt. Bà đứng dậy đi dạo ngoài vườn ở phía sau. Chào cô, lâu rồi cháu không gặp cô. Đột nhiên có người lên tiếng. Bà Lan nghe thấy vậy thì quay người lại. Trước mặt bà là một thanh niên rất đẹp trai, đó là Dũng. Chào cháu, lâu rồi không gặp. Giờ cháu đã lớn đến từng này rồi, làm cô suýt không nhận ra. Cả năm rồi đấy cô ạ. À. Bà Lan vẫn còn chút bối rối khi gặp lại Dũng sau lần đó. Sao Kiên không đi cùng cô ạ? À? Dũng hỏi. Thì nó lớn rồi, nó không muốn đi cùng với mẹ cháu à? Bà Lan hơi đỏ mặt khi nói về thằng Kiên. Dũng ngắm nhìn bà Lan, nó bồi hồi nhớ lại cái chuyện xảy ra cách đây một năm tại nhà bà Lan. Năm đó, thằng Dũng 17 tuổi. Một hôm, Dũng đến nhà bà Lan chỉ bài cho thằng Kiên. Nó lúc đó đang học lớp 9. Kiên học hơi yếu vì nó rất ham chơi. Cộng thêm việc lại là năm cuối cấp nên bà Lan mới nhờ thằng Dũng tới kèm Kiên học, vì biết thằng Dũng học rất giỏi những môn tự nhiên. Nó tự mở cửa đi vào, vì lúc nãy Dũng có gặp Kiên. Kiên đã đưa chìa khóa nhà cho Dũng. Nó nói là nhà không có ai và bảo Dũng về trước đợi nó. Nó phải một chút nữa mới về. Ngồi ở phòng khách một lát, thấy nhà không có ai, Dũng đứng dậy đi lên phòng Kiên. Thỉnh thoảng Dũng cũng hay lên phòng Kiên mà. Đột nhiên Dũng bỗng giữ người lại khi nghe thấy có tiếng động trong phòng bên cạnh. Tiếng động phát ra từ phòng của cô Lan với chú Cường. Nó thấy tò mò nên tiến đến gần xem thử. Gần đến cửa phòng thì nó nghe thấy tiếng vang, một thứ âm thanh như tiếng của một người phụ nữ. Dũng lúc này đã 17 tuổi, nó nghe thế thì hơi sợ sợ, nhưng sự tò mò thôi thúc nó. Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra từ bên trong căn phòng đó. Thế nên Dũng mới nhẹ nhàng đi về phòng của Kiên, từ từ mở cửa ra ban công, rồi Dũng phòng qua hành lang, thông sang chỗ cửa sổ phòng đó. Nó ghé mắt qua khe rèm, ngó vào trong phòng. Căn phòng tối đen như mực, le lói có ánh sáng nhấp nháy của cái màn hình tivi. Dũng không nhìn thấy rõ những gì trên màn hình tivi, vì nó ở góc khuất, nên nó đưa tầm mắt về phía giường, thì nó thấy một người đàn bà. Qua ánh sáng lập lòe của tivi, nó nhận ra đó là cô Lan. Và hơn thế nữa là nó thấy cô Lan đang không một mảnh vải che thân. Nheo mắt nhìn về phía tivi, nó cũng đã hiểu là cái chuyện gì rồi. Dũng đỏ mặt tía tai khi nó hiểu ra rằng cô Lan đang xem phim và đang tự giải quyết nhu cầu. Trời ạ, cô Lan là hiệu trưởng mà không có người giúp cô hay sao? Dũng ngạc nhiên tự hỏi. Lúc đó thì Dũng cũng vẫn còn chưa hiểu là dù cô Lan có là ai đi nữa thì đơn giản cô cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Dũng định đi về phòng Kiên. Nó thật sự cảm thấy hoang mang khi thấy cô Lan đang làm cái việc kia. Và nó cũng cảm thấy thật sự tội lỗi nếu cứ tiếp tục ngó trộm cô như vậy. Cho dù cô có là bạn của bố mẹ nó đi chăng nữa thì nó cũng không được phép. Đột nhiên ánh sáng của tivi bỗng tăng lên và lâu hơn lúc nãy.
Đến lúc này thì Dũng có muốn rời đi cũng không thể được, vì bây giờ qua ánh sáng tivi, nó đã thấy rõ ràng là cô Lan đẹp như thế nào rồi. Đã vậy, những âm thanh của cô Lan thỉnh thoảng lại vang lên khe khẽ tới cửa, làm lỗ tai nó trở nên nóng bừng bừng. Cái cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã biến mất. Lần đầu tiên nó đái ra quần mà không biết tại sao. Nhìn kỹ lại thì không phải là nước tiểu. Nó chạy nhanh về phòng thằng Kiên, lấy cái khăn để vệ sinh. Có ai ở nhà không? Đợi khoảng 5 phút sau, nó đi xuống nhà dưới và giả bộ la to lên. 1 phút sau, Dũng thấy cô Lan đi xuống. Lúc này cô đã ăn mặc rất là nghiêm chỉnh. Cô tỉnh bơ hỏi nó: Dũng đó hả? Thằng Kiên đâu? Sao nó không về cùng với cháu? Dạ em nó bận một chút việc, xíu nữa nó sẽ về sau ạ. À vậy hả? Thôi vào nhà đi cháu. Cô Lan ngồi nói chuyện với Dũng rất tự nhiên. Dũng cũng cố gắng bình tĩnh lại và làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Một lát sau thì Kiên về, rồi hai anh em kéo nhau lên lầu học. Kể từ hôm đó, Dũng nhìn cô Lan bằng ánh mắt khác. Cái nhìn của một gã trai trẻ nhìn một người đàn bà đẹp, mà công nhận cô Lan đẹp thật. Ở cái tuổi 36 đã có 2 con rồi mà trông cô vẫn còn có vẻ đẹp mặn mà và hết sức hấp dẫn. Dũng biết rằng suy nghĩ của nó hết sức tội lỗi khi nó có ham muốn với cô. Cô là bạn thân của bố mẹ nó mà. Nhưng thằng Dũng không cưỡng lại được. Mỗi khi nó nhìn cô, hình ảnh của cô hôm đó lại đan xen vào nhau, hiện lên rõ một một trong đầu nó, làm nó kích thích vô cùng. Nó ao ước được một lần tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Lan. Và rồi thì cơ hội cũng đã đến. Lần đó Dũng đi đá bóng với Kiên về, Kiên thì ở ngoài cửa nói chuyện với bạn, còn Dũng đi vào nhà trước vì nó buồn tiểu quá. Nó nhanh chóng đi vào nhà tắm để giải quyết nỗi buồn. Hôm đó Soan không có nhà, bà Lan thay nó đi nấu ăn. Nấu nướng xong cảm thấy nóng nực quá, lười đi lên trên lầu nên bà bước vào nhà tắm ở gần nhà bếp tắm luôn cho nó mát. Bước ra khỏi bồn tắm và với tay lấy cái khăn, nhưng bà không thấy đâu, vì Soan đã đem đi giặt hết rồi và chưa thay cái mới vào. Cũng may là lúc đó không có ai ở nhà nên bà Lan mới cầm quần áo chạy về phòng lấy khăn tắm. Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, bà Lan chợt khựng lại vì suýt đâm vào một người đứng ngay trước mặt mình. Quần áo trên tay bà rơi xuống nền nhà. Theo phản xạ tự nhiên, bà giơ tay che người lại. Lúc này bà mới nhận ra người đứng trước mặt mình là thằng Dũng. Nó đang đứng chết chân nhìn bà, hai người như bị đóng băng đứng nhìn nhau. May là thằng Dũng định thần lại kịp, nó cúi xuống nhặt mấy món quần áo rồi đưa cho cô. Vừa đưa, mặt nó vừa đỏ bừng bừng. Nó không thể ngờ được, vừa đi đá banh với thằng Kiên về, chạy về nhà tắm để giải quyết nỗi buồn thì gặp cô Lan đang không một mảnh vải che đậy. Lần đầu tiên thằng Dũng nhìn thấy một người đàn bà trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cách mình một gang tấc thôi. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra không quá 5 giây, nhưng đã khiến cho bà Lan và thằng Dũng không thể quên đi được việc đó. Khi đó thằng Kiên đi vào, nó không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà Lan cũng đã kịp định thần lại. Bà thản nhiên đi ra ngoài, cố gắng làm như là không có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Sau lần đó thì Dũng không còn có cơ hội nào khác như vậy nữa. Một tháng sau thì thằng Kiên thi lên lớp 10. Vậy là Dũng đã hết cơ hội đến nhà để ngắm nhìn cô Lan thêm lần nữa. Nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm nó luôn khao khát được một lần làm chuyện đó với cô. Nếu làm được chuyện đó với cô thì có chết nó cũng cam tâm. Nó đang chìm đắm trong dòng hồi ức cũ thì bà Lan chợt lên tiếng: Cháu đang nghĩ chuyện gì vậy? Câu hỏi của bà Lan như đưa nó trở về với thực tại. Bà hỏi nó vì đột nhiên nó ngây người ra đứng nhìn mình. Bà từng bị nó nhìn một lần nên giờ nó chỉ nhìn bà thôi, bà cũng cảm thấy rất là xấu hổ rồi. Nhưng với lòng tự trọng của người lớn, bà mau chóng kìm nén sự mắc cỡ đó lại. Dạ không có gì ạ, thằng Dũng trả lời. Một năm đã qua, nhiều việc đã thay đổi. Giờ đây thì Dũng đã không còn ngây thơ như xưa nữa. Nó đã là một thằng lõi đời rồi. Nó nghĩ trong đầu, đây là cơ hội rất khó có được. Cô Lan đẹp quá, trước khi đi mình phải chiếm hữu cô ấy mới được. Nghĩ rồi nó mời cô Lan vào phòng nghe nhạc, tránh không khí ồn ào ở bên ngoài kia. Không hiểu sao mà là Lan lại nhận lời nó. Vào phòng, Dũng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước cam, rót ra 2 cốc.
Chuông điện thoại của bà Lan chợt reo lên. Bà nhấc điện thoại sang nghe máy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc nói chuyện điện thoại, bà Lan lại quay lưng ra về phía thằng Dũng đang đứng. Nó thấy vậy nên tranh thủ lén cho vào ly nước cam của bà một ít thuốc. Nghe điện thoại xong, cảm thấy hơi khát, bà Lan cầm gốc nước cam lên nhấp một vài ngụm. Sau mấy ngụm nước, chợt bà Lan cảm thấy người mình rạo rực cả lên. Cặp mắt bà trở nên ngây dại đi, đầu óc không còn được tỉnh táo nữa. Bà bắt đầu mơ mơ màng màng. Dũng, con đã bỏ gì vào cốc nước? Con chỉ bỏ vào cho cô một chút thuốc bổ thôi mà. Nó vừa nói vừa bước lại gần bà Lan. Đôi mắt bà bắt đầu nhòa đi, mơ mơ màng màng. Trong cơn mê, bà Lan thấy ông chồng mình ngồi đối diện. Thằng Dũng sát lại gần hôn lên đôi môi bà. Bà cũng đáp lại nụ hôn đó. Thằng Dũng thấy vậy thì mỉm cười. Vậy là kế hoạch đã thành công rồi. Một chút lý trí còn sót lại trong đầu làm bà Lan chợt tỉnh. Bà tức giận, định tát cho thằng Dũng một cái vào mặt cho nhớ đời, nhưng đã quá muộn. Đầu óc bà nhanh chóng bị mê muội, bản năng trong con người bà đang cháy hừng hực do bị ngấm thuốc. Bây giờ bà không còn nhận ra ai với ai nữa. Trời đất quay cuồng, bà chỉ cảm giác được là phần thân dưới nóng rát cần một thứ gì đó để xoa dịu đi cái sự khó chịu này. Nhưng bà vẫn nhớ được đây là Dũng. Đây là con trai của người bạn thân chồng bà, là con trai của một người bạn thân của bà, và đây cũng là bạn thân của con trai bà. Bà Lan cảm thấy bất lực, không thể nào chống chọi lại tác dụng của thuốc. Bà phóng mặc tất cả cho thằng Dũng. Thằng Dũng thấy vậy bèn thì thầm bên tai bà những câu ngon ngọt để an ủi. Cô đừng sợ, con sẽ giúp cô sung sướng. Hai ta sẽ tuyệt vời lắm cô ạ. Đừng Dũng ơi, đừng làm vậy con ơi. Chồng cô mà biết được, ông ấy sẽ giết cô mất thôi. Cô sợ lắm. Cô đừng sợ, chú ấy sẽ không biết được đâu. Nhưng cô vẫn sợ lắm Dũng ơi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thành công, nhưng dường như ông trời không chiều lòng thằng Dũng thì phải. Gói thuốc lúc nãy hình như hết hạn rồi. Chưa đầy 10 phút bà Lan đã tỉnh như sáo. Bà cảm thấy vừa nhục vừa tức. Bà tát cho nó một cái rồi hét lên. Đồ khốn. Rồi bà đứng dậy, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Bà soi mình trong gương, thầm cảm thấy may mắn khi chưa có điều gì xảy ra cả. Khú hồn, tí thì bị nó làm cho một nháy rồi. Thằng Dũng thì ngu ngơ, không hiểu tại sao gói thuốc đó lại mất tác dụng nhanh đến thế. Khi bà Lan đi ra khỏi phòng vệ sinh thì đã không thấy thằng Dũng ở đó nữa. Bà trang điểm lại rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra, bà tức muốn điên lên khi trông thấy thằng Dũng đang đứng cười cười nói nói với ông Cường chồng bà. Khi thấy bà, nó cười với bà rồi chào bà tỉnh bơ như kiểu người lúc nãy trong phòng kia, không phải là nó vậy. Cháu chào cô, nãy giờ cô đi đâu vậy? À, cô ra ngoài hóng gió ấy mà. Bà Lan lạnh lùng trả lời. Cô có mệt không? Cô cần con giúp gì không ạ? Nó nói ra câu đó mà mặt nó vẫn còn tỉnh bơ. Không có gì đâu, cô cảm ơn. Bà Lan cảm thấy thái độ của mình hơi quá nên bà vội kiềm chế lại. Xong bà quay sang nói nhỏ với chồng là bà hơi mệt nên muốn về nhà. Nghe vợ kêu mệt, ông Cường quay qua chào mọi người rồi đưa bà ra xe đi về. Gió mát ngoài đường làm bà Lan tỉnh táo lại. Bà cố gắng quên đi cái chuyện vừa rồi. Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa đi quá giới hạn, mấy bữa nữa thì nó cũng đi rồi. Bà Lan tự nhủ với lòng mình. Sau chuyện đó, bà Lan nhận ra rằng thái độ của mình sẽ quyết định được tất cả. Bởi vì bà thuận theo nên thằng Dũng mới được nước làm tới. Bởi vì bà chống cự quá yếu ớt nên đã suýt mất đi bản thân mình vào tay thằng Dũng. Ngay cả trường hợp của Kiên, con trai bà cũng là như vậy. Sau khi về đến nhà, bà quyết định chấn chỉnh lại bản thân mình. Cho dù bà có một chút thích cái chuyện ấy thật, nhưng bà nhất định không để cái chuyện loạn luân này xảy ra thêm một lần nào nữa. Bà bắt đầu có những phản ứng gay gắt hơn với thằng Kiên. Mỗi khi nó sán lại gần, âm mưu định làm gì đó. Có mấy lần thằng Kiên cứ cố gắng áp sát lại gần bà, cưỡng ép muốn làm chuyện bậy bạ. Nhận thấy chỉ thái độ gay gắt là không đủ, bà liền thẳng tay tát vào mặt nó luôn. Một hai lần như thế, rồi thằng Kiên cũng nhận ra thái độ phản đối quyết liệt của mẹ nó. Dần dà, nó không còn dám đòi hỏi chuyện kia từ bà Lan nữa, mà bắt đầu học được cách sống yên phận. Cho dù nó vẫn còn muốn bà nhiều lắm,
Nhưng cái uy của bà hiệu trưởng được rèn đúc suốt bao năm nay có lẽ cũng đã làm nó biết sợ một phần nào. Bà kể chuyện thằng Dũng đã làm cho chồng nghe. Ông Cường nghe xong thì tức lắm, gọi ngay cho ông Nam để nói chuyện này cho ông ấy biết. Ông Nam nghe vậy cũng rất tức giận. Chuyện sau đó thế nào, Dũng bị bố mẹ trừng phạt ra sao thì bà Lan không biết mà cũng chẳng quan tâm. Thằng Kiên dạo gần đây cũng không còn dám bén mảng đến gần để gạ gẫm hay cưỡng ép gì bà Lan nữa. Nó bắt đầu an phận làm một đứa con, đi học rồi về nhà. Nó còn tằng tịu với cái Xoan giúp việc nữa hay không thì chỉ có nó biết. Bà Lan cũng khuất mắt trông coi. Thế rồi thời gian trôi đi, mọi chuyện dần dần đi vào quên lãng. Thằng Kiên trở về với cuộc sống ban đầu của nó, hình như đã kiếm được một cô bạn gái mới của mình rồi. Gia đình bà Lan từ đó lại trở về với nhịp sống bình thường. Bà Lan yên tâm là một người mẹ, một người hiệu trưởng như lúc ban đầu. Ông Cường thì vẫn đi sớm về khuya như vậy. Con cái My thì vẫn hoàn toàn không hay biết được chuyện gì. Tuy rằng vẫn không hề được thỏa mãn về mặt thể xác, nhưng tâm hồn bà Lan bình lặng hơn hẳn, vì không còn cần phải sống trong lo sợ rằng sẽ bị phát hiện nữa. Bà yên tâm mà sống chung với chồng. Sau sự kiện thằng Dũng, dường như ông Cường cũng bắt đầu để tâm đến vợ mình nhiều hơn, yêu thương bà Lan nhiều hơn một chút. Mối tình loạn luân của bà Lan với thằng Kiên âm thầm khởi đầu, rồi cũng âm thầm kết thúc, không để lại một cơn sóng gió nào. Thưa các bạn, quả đúng là một câu chuyện đầy trái ngang, có phải không? Tuy là không để lại hậu quả thực tế, nhưng trong lòng cả hai người là bà Lan và thằng Kiên vẫn còn sót lại dư âm, một vết sẹo không thể nào xóa đi được. Để rồi mãi mãi về sau, họ cũng không thể quay trở về như hai mẹ con bình thường, giống như lúc ban đầu được nữa. Dù không có thiệt hại gì, nhưng hệ quả của hành động sai trái này lại quá nặng nề cho một gia đình vốn đang hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết câu chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.